Hello, xin chào bác, em là Minh tia chớp. Thì hôm nay em có về chiếc Aura Star Open Heart phiên bản nâu đỏ khảm tra Saku, phiên bản 50 giờ. Mà giá hôm nay giao lưu các bác có 6 triệu 800 ngàn. Quá rẻ, thật sự các bác là 6 triệu 800 ngàn, quá rẻ đi. Nhưng các bác chú ý là con này đã độ lên dây, cũng là của Oren nhưng mà là dây phiên bản khóa chống bật nhé. Đấy, một điểm chú ý như vậy. Nhưng phải nói cái mức giá 6 triệu 8 thì quá rẻ các bác nhỉ. Rẻ thật sự, 6 triệu 800 ngàn. Thì chiếc đồng hồ này có cái gì mà nó lại đẹp mà nó hút như vậy thì chúng ta phải kể đến cái mặt. Cái mặt số này thì nó sẽ có cái mặt số màu nâu đỏ khảm sa cừ, và các bác chỉ cần thấy là một chút ánh nắng thôi thì nó cũng lên màu, phải nói là không có gì để mà chê cả. Đây các bác nhìn không? Mặt vân cát này, khảm sa cừ nâu đỏ này, rất đẹp nhé. Về phần cọc kim thì các bác cũng sẽ thấy là một chiếc Orange Star độ hoàn thiện cọc kim của nó phải nói là cực kỳ hoàn hảo. Cọc to rõ ràng, đánh rãnh xước, độ bóng sáng sắc lẹm của nó phải nói là cực kỳ ok, đảm bảo yêu cầu. Không phải ngẫu nhiên mà người ta so sánh những con Orange Star phiên bản 50 giờ này với những chiếc máy 6R15 của Seiko đâu các bác. Độ hoàn thiện không thua kém gì những người anh em chung nhà Seiko cả. Đây các bác nhìn nào. Con này thì thực sự các bác là cái thiết kế của nó trông đẹp, sexy với thiết kế open heart ở góc 9 giờ. Thêm vào tính năng báo chữ cót ở góc 12 giờ nữa. Đặc biệt là con này có trang bị dạ quang trên đầy đủ 12 cọc số cũng như kim giờ phút. Rất đẹp và sáng. Thì nói cơ bản thì đây là một chiếc đồng hồ đẹp, sexy với kích thước size dễ đeo và mức giá thì phải nói là cực kỳ phải chăng. Thật sự các bác là 6 triệu 800 ngàn nó chỉ bằng một chiếc Orange Sun and Moon thôi. Còn chưa mua được những con Sun and Moon kiểu dạng Gen 4 đâu. Chỉ mua được những con kiểu dạng Gen 3 hoặc là Gen 2 thôi. Đấy. Chứ còn Orange Star ví dụ như con này nếu mà new thì bây giờ giá nó phải rơi vào tầm khoảng 10 rưỡi, 11 rưỡi. Bởi vì bây giờ con này thì nó khá là hiếm hàng. Đấy. Rồi. Thì về kích thước size thì em nó sẽ có cái size là 39.5. Size thực tế của nó 39.5 nhưng mà đo ra 39.3 nó hơi khó để đo được cái size chuẩn. Độ dày nó rơi vào tầm khoảng 11.7. Lắc tu lắc thì ngắn lắm, chỉ rơi vào tầm khoảng 46 thôi. Con này nó dễ đeo, nhất là anh em cổ tay nhỏ vừa. Ví dụ như là lên cổ tay 15.7 các bác nhìn này, đẹp chưa? Miễn chê nhà các bác nhà nhìn cái màu của nó thay đổi này. Đúng là siêu phẩm bình dân, bởi vì bình dân có mấy con đồng hồ mà có cái mặt số có đẹp như thế này đâu. Xin thưa các bác là không có. Mấy con đắt tiền là chưa chắc đã có chứ đừng có nói mấy con bình dân. Mà giá hôm nay giao lưu có 6 triệu 800 ngàn, giá cực kỳ ok luôn đấy. Kính sapphire nguyên khối, các bác không phải lo vấn đề xước sát trong quá trình sử dụng nhé. Thiết kế càng của bọn Orestar này thì có một cái điểm rất rất là đặc biệt, đó là thiết kế càng cực kỳ ngắn. Nó chỉ có 46 thôi, tức là mỗi bên nó sẽ lùi vào được 1 mm so với một cái càng cơ bản là 48. Thì với cái càng này thì các bác sẽ phải để ý nữa là nó chúc hẳn xuống theo kiểu dạng tay cụp ấy. Đeo nó cực kỳ gọn tay, để các bác nhìn anh em đeo này. Tay nó gọn vô cùng, nó không bị chìa ra ngoài. Thế này nó khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta nó đẹp hơn, nó gọn gàng hơn. Đấy. Của ta 15.7 đeo rất đẹp nhé. Con này phối sơ mi hoặc là đi cà phê bạn bè thì phải nói rất là đẹp. Về mặt số thì đẹp khỏi bàn rồi. Mặt vân cát này và là mặt nâu đỏ khảm sa cừ. Bộ kim được mạ PVD màu rose gold vàng hồng. Đấy. Phần báo chữ cót này góc 12 giờ này. Và hơn nữa sẽ có trang bị dạ quang. Dạ quang bọn này ok lắm. Xin thưa các bác là dạ quang bọn Orange Star này không có gì để mà chê cả. Đây cho các bác xem này. Sáng như đèn pha ô tô luôn. Đó. Sáng các bác nhá. Chữ cót 50 giờ. Đây là phiên bản V2 các bác chú ý nhá. Bởi vì phiên bản V1 chữ cót của nó chỉ là 40 giờ thôi. Còn với phiên bản V2 thì chúng ta sẽ được cộng thêm 10 tiếng nữa là 50 giờ. Rồi, với bộ máy được sử dụng trên con này là bộ máy F6R4. Đấy, bộ máy chữ cót 50 giờ các bác nhá. Con này chống nước là 13, tương đương 100 m này, thân thép không gỉ này, kính sapphire. Và đặc biệt là các bác phải chú ý là con này là bản made in Japan nhá. Đấy. Orange Star thì toàn bộ của nó là made in Japan, sản xuất lắp ráp tại Nhật hết. Và hôm nay thì nếu các bác nào mà đang cân nhắc để mua một chiếc Orange tầm thấp ở trong cái tầm giá dưới 7 đồng thì cũng nên cân nhắc nhé, bởi vì hôm nay thì em có chiếc Orange Star phiên bản mặt nâu đỏ khảm sa cừ này giá có 6 triệu 8 thôi, giá cực kỳ ok các bác ạ, 6 triệu 800 ngàn thôi. Đấy, đã lên dây khóa bậc chống bật của Orange đấy, dây này đeo cực kỳ ôm luôn,
sướng lắm. Đây này, sướng. Rồi, 6 triệu 800 ngàn các bác nhé. Cân nhắc, cân nhắc. Bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hỏng phách. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới bên tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm. Tất nhiên là đối với những sản phẩm giá trị cao như thế này thì mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Cái này mong các bác thông cảm cho em mình nhé. Xin chào và hẹn lại các bác.